Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm nay đã thông tin về phương án thi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo đó, kỳ thi sẽ được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023 vừa qua. Đối với kỳ thi năm 2025 là năm bắt đầu thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới, sẽ có một số thay đổi. Các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 gồm có Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ, Tiếng Hàn Quốc, Nga, Nhật, Đức, Trung Quốc, Pháp, Anh. Tổng cộng sẽ có 17 môn thi là những môn mà khi học các em được đánh giá bằng điểm số. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tính toán các phương án để thí sinh chỉ thi một số môn bắt buộc và tự chọn trong số 17 môn trên. Hiện nay Bộ đang chuẩn bị 2 đến 3 phương án và đang lấy ý kiến xã hội để trước khi trình Chính phủ trên cơ sở là định hướng nghề nghiệp cho thí sinh và phát huy cái khả năng sở trường của người học. Đương nhiên là để cho cái giảm áp lực cho thí sinh thì chúng tôi tập trung vào kiến thức lớn nhất là 12, còn là kiến thức mà liên quan thì đã kế thừa từ lớp 10, 11. So với chương trình hiện hành, năm 2025 sẽ có thêm 3 môn thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới là Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ. Vấn đề là với những địa phương chưa đảm bảo đủ giáo viên và máy tính, việc thi Tin học và Công nghệ có gây khó khăn. Hiện nay thì điều kiện cơ sở vật chất về cái phòng học của Tin học cũng phải mà rằng là cũng đạt cái mức độ tối đa thì chưa đảm bảo. Tuy nhiên thì cũng đủ điều kiện để cho các em học được cái chương trình này ở trong nhà trường phổ thông. Cho nên cái việc mà tổ chức kỳ thi đối với cả cái môn này thì đối với Thừa Thiên Huế chúng tôi vẫn đảm bảo được. Tuy nhiên chúng tôi vẫn lo rằng là một số địa phương hiện nay vẫn chưa tuyển đủ giáo viên để thực hiện cái chương trình phổ thông 2018 này trong các cái môn học này, thì điều này nó chắc chắn nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần nào đó. Mặc dù còn khó khăn nhưng mà chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng, nhất là đối với là các cái bộ môn mới mà đưa vào cái kỳ thi này thì qua lấy ý kiến của phụ huynh học sinh, của học sinh cũng như là giáo viên thì có thể nói là chúng tôi nhận được cái sự đồng thuận rất là cao. Việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi cũng là một vấn đề lớn. Kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi, chính các giáo viên đã phát hiện ra những đáp án khác nhau cho câu hỏi của môn tiếng Anh. Vì thế, Bộ sẽ huy động mỗi sở giáo dục đào tạo có ít nhất 2 giáo viên giỏi để tham gia làm đề thi. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn đang lấy ý kiến đóng góp của xã hội về việc tổ chức thi tốt nghiệp năm 2025.